chú lựa cái con hôm để cho vợ. Hay vậy chú nuôi nữa hả? Dạ, chú nuôi nữa cũng được, nuôi lâu nữa nó ngon. Ừ. Dạ. Ví dụ chú để 1 tuần, 2 tuần nữa trồng cũng được, nhưng mà cây nó rụng bớt cái lá trên là chú. Dạ chào bà con. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 11, bữa nay chủ nhật ha, có chú ở Châu Thành của tỉnh Bến Tre thắng luôn, qua mua vú sữa người cha về trồng. Chú tới này lần thứ hai, lần đầu chú qua chơi xong cái chú đi về, bữa nay phải qua chở chú đi tìm hiểu. Đi tìm hiểu. Tìm hiểu coi coi thằng này nó có thật không, hay nó có trên mạng không à. Làm ăn cái gì đó thật với nhau là dạ uy tín là hàng đầu. Dạ. 2, 4, 6, 8, 9. Rồi. Ừ, chú xuống lửa đi. Rồi qua mắt. Lấy lửa có mấy cây mà. Vậy đây. Rồi. Con thấy cây nào cũng là ná mình ná. Chú cây, muốn cây, sao? Cây này có đuôi chậu không? Hả? Lấy cái cây của nó tán rộng rộng đi. Tán rộng hả? Rộng cho nó bún. À rồi.